Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quý tử Chi Bảo lần đầu đến London, ngồi ghế hạng thương gia xin sò. Chi Bảo tái hôn với bà xã xinh đẹp kém tuổi, tổ ấm của cặp đôi càng viên mãn hơn khi con trai chào đời. Bé Gia Khang hưởng thụ cuộc sống ngậm thì vàng từ khi lọt lòng. Tiểu hoàng tử không chỉ du ngoạn trong nước mà còn xuất ngoại thăm bà. Bé Gia Khang hào hứng khi lần đầu đến London. Trên trang cá nhân, Lý Thùy Trang đăng tải vlog ghi lại hành trình đến London của gia đình. Bà xã Chi Bảo tiết lộ hai mẹ con chỉ ngủ được khoảng 6 tiếng trong suốt 20 giờ bay nhưng vẫn hào hứng với chuyến đi chơi. Lý Thùy Trang đích thân soạn quần áo cho con đi chơi xa. Thời tiết London chiều lòng người, đến tháng 12 mà vẫn có nắng ấm, trời trong xanh. Gia Khang cũng rất ngoan, dù bị chết lát vì thay đổi múi giờ, nhưng con không hề quấy khóc vẫn hát hò không ngừng khi được đi chơi chuyến đi thăm bà ngoại lần đầu tiên trong đời này đã cho con những trải nghiệm đáng nhớ để chàng trai vui vẻ của mẹ ngày càng rắn rỏi hơn nữa cô viết tiểu hoàng tử phấn khích dù chuyến bay kéo dài bà xã chi bảo chuẩn bị rất nhiều quần áo cho thiên thần nhỏ lý thùy trang cho biết cô mang hơn 20 vali hành lý và chỉ riêng gia khang đã chiếm bốn cái thiên thần nhỏ có chỗ ngồi riêng trên khoang máy bay hạng thương gia Chi bảo cẩn thận chuẩn bị chỗ ngủ cho quý tử. Nhóc tì phải ngồi trên máy bay nhiều tiếng đồng hồ, quá cảnh ở Paris nhưng luôn ngoan ngoãn tận hưởng chuyến đi. Tiểu hoàng tử nằm ngoan trên chỗ ngồi riêng. Bé Gia Khang nhảy múa hát hò, còn biết đưa tay vẫy chào mọi người. Đặt chân đến London, Gia Khang được mẹ và diễn viên Kim Thư đưa đi chơi nhiều nơi, mua sắm ở trung tâm thương mại. Nhóc tì hào hứng với cảnh vật tuyệt đẹp trước mắt loạt biểu cảm thích thú cưng xỉu của thiên thần nhỏ đốn tìm khán giả con thích anh quốc sau này con sẽ nhập quốc tịch anh quốc bà xã chi bảo thay lời quý tử gia khang lên đồ ấm áp và sành điệu nhóc tiền ngồi xe đẩy hàng hiệu hào hứng với mọi thứ xung quanh kim thư nhận xét quý tử nhà chi bảo giống như người nước ngoài bé gia khang được mẹ đưa đi tham quan và mua sắm bà xã chi bảo diện đồ hiệu đi du lịch anh bị quý tử giật sparkling Lý Thùy Trang gây chú ý vì đắp đồ hiệu từ đầu xuống chân khi đi du lịch anh cùng con trai đầu lòng Gia Khang. Thế nhưng, dù ăn mặc nổi bật là vậy, cô vẫn bị quý tử chiếm sparkling vì sự đáng yêu. Mới đây, Lý Thùy Trang đang tải loạt khoảnh khắc bản thân và con trai cưng Gia Khang đi thăm bà ngoại và du lịch nước Anh khiến bao người trầm trồ, lóa mắt. Đặc biệt trong lần vi vu này, bà xã Chi Bảo khiến vang há hốc miệng khi diện nguyên set đồ với loạt item thời trang đến từ những thương hiệu xa xỉ đắt đỏ tầm cỡ thế giới. Thân hình chuẩn chỉnh mảnh mai của bà mẹ một con họ lý càng khiến cho bộ trang phục thêm phần thu hút ấn tượng. Đông đảo khán giả đều đánh giá cao khả năng mismatch ai tìm thời trang của nữ doanh nhân gốc Hà Nội, có thể thấy sự tranh xả tắt ra từ dòng máu của Lý Thùy Trang và diện xét đồ xa xỉ này càng khiến nhan sắc, khí chất người đẹp thăng hạng nguồn ngục. Đặc biệt, sắc vóc trẻ trung làn da trắng mịn khiến khán giả khó có thể tin được bà xã Chi Bảo đã bước sang ngưỡng tuổi băm và là mẹ một con. Lý Thùy Trang xã ảnh chuyến đi thăm bà ngoại và du lịch tại Anh. Người đẹp sinh năm 1989 diện đồ hiệu từ đầu xuống chân tại trời Tây khiến dân tình lóa mắt. Gu thời trang cùng thân hình chuẩn chỉnh của bà mẹ một con họ Lý nhận được sự khen ngợi của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, tuy Lý Thùy Trang ăn vận thu hút là thế, nhưng lại bị bé Gia khang giật sport liền. Trong mỗi khoảnh khắc, diện mạo đáng yêu và thu hút của nhóc tỳ này khiến dân tình khó có thể rời mắt. Thân thái vui vẻ, thích thú cùng loạt biểu cảm cưng xỉu của Gia Khang nhận được mưa lời khen của khán giả. Nhiều người nhận xét rằng Chị Bảo và Lý Thùy Trang quả thật mát tay khi nuôi con trộm vía ngày càng khấu khỉnh và đáng yêu. Tuy diện nguyên cây đồ hiệu nhưng bà xã chi bảo vẫn bị con trai giật sparkling không thương tiếc vì diện mạo đáng yêu. Nhóc tì da khang đáng yêu trong mọi khoảnh khắc khi được mẹ bế bồng. Cậu bé trưng biểu cảm thích thú vui vẻ tận hưởng chuyến đi khiến dân tình mê mẩn. Cậu bé trưng biểu cảm thích thú vui vẻ tận hưởng chuyến đi khiến dân tình mê đắm. Vợ chồng chi bảo được khán giả khen ngợi là nuôi con khéo. Chuyến du lịch Anh lần này của nữ doanh nhân 8X và con trai đầu lòng nhận được sự quan tâm của khán giả. Biết được nỗi lòng của khán giả nên Lý Thùy Trang rất chăm chỉ cập nhật về chuyến du hí của mình trên trang cá nhân. Bé Gia Khang khiến dân tình ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống giàu sang ngay từ thuở mới lọt lòng. Sở hữu ngoại hình dễ thương với đôi mắt to tròn cùng chiếc miệng nhỏ nhắn, trái ngọt của Chi Bảo và bà xã kém 16 tuổi được khán giả gọi với danh xưng là soái ca nhí. Chuyến đi du lịch xa xôi đầu tiên của Gia Khang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía khán giả. Lý Thùy Trang rất chăm chỉ cập nhật chuyến đi của gia đình nhỏ với người hâm mộ bé gia khang khiến nhân tình ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống giàu sang từ trong trứng nước cậu bé được khán giả và chi bảo nhận xét là giống ba như lột tuy bị quý tử gia khang chiếm spotlight nhưng chắc hẳn lý thị trang sẽ không buồn ngược lại còn vui vẻ bởi sự yêu thương của khán giả dành cho con trai mà mình dứt chuột đẻ ra Thật hy vọng nữ doanh nhân và diễn viên Chi Bảo trong tương lai sẽ có những chuyến du lịch xịn sò hơn nữa để quý tử đáng yêu có thể khám phá, mở rộng tầm mắt ngắm cảnh đẹp ở những đất nước xa xôi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về mẹ con Lý Thùy Trang và Gia Khang tại chuyến du lịch Anh? Hãy chia sẻ với chúng tôi ngay nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.